Nó chơi C2 đi chị. Rồi. Rồi đi. Anh này quen hôm qua đó nha. Này tôi làm chút người tay tôi đi chắc về diễn sức que lại chắc người dân chết lẹ quá. Không có, qua vậy đâu, sức que gì đó. Qua bây giờ mình quen cờ hơn, có cảm giác chơi cờ hơn. Được đi miếng em qua luôn. Rồi nhớ luôn ta hay dữ rồi. Đi chơi nào về? Nay có cảm giác chơi cờ hôm qua anh Tâm. Wow, lòng cộng quá. 7 hay sao à? Thấy đồ nó quanh ngựa lẹ quá rồi quá. Chấp một tiên, tiên 2 năm. Chấp một tiên 2 năm. Muốn thì chút vô. À, muốn thì anh vô tại sao? Rồi, 1-0. Thấy giống y miếng ngày qua là nó hẳn sống que rồi. Sống que, bậy bạ không à. Đó, đây có cảm giác chưa cờ hôm qua. Má bỏ 4 tháng rồi không chơi mà. Đi. 4 tháng rồi quên hai. Về rồi làm nông ở dưới, làm lông á. À, về bữa gì bữa lâu dưới à. Ừ. Làm lông. Ăn nhiều. Nay độ nhạy nó có lại anh Tâm. Ăn cái gì đâu. Qua rồi độ nhạy mất tiêu. Đọc thể dục. Mấy bữa ăn cơm. Tôi chỉ là quên con chiên. Quên con chiên thì dưỡng sức khỏe thôi, tốt. Đâu nghe này nó hấp rồi nè. Này nở ra này đắp một này nó hấp rồi từ từ cái này hấp thêm giờ hấp ok vậy kêu giờ đúng không à đây bê đọc hấp thâu vô chè chi sĩ sao thiếu thâu nè phải nó cho
thao luôn. Một thao luôn. Đứng không á là kiếm thật. Hạch đâm đen tới đây thì mình làm gì có tới mày đâu. Mình đi kiếm. Biết bao nhiêu người đây chứ canh đánh đi. Canh làm giờ canh rồi sau kiếm không. Cái cháu quá đời. Kỳ không ăn chung bớt à? Ăn không? Ra mình ra tiếng đây kìa, họ thua, họ thua luôn việc từ giờ đi về. Này rồi chọc miền Tây anh Tâm. Không giờ chọc miền Tây. Tâm biết, Tâm biết là ngày nay ra là đâu khó ăn rồi. Rồi go. Quên cái đầu nghe cái gì ra đâu có chốt xe đâu có cập sở ra đây che mặt tướng cần cái ấy hơn cái sĩ đứng đây cái năm đây đâu làm gì mình ngắt trời lại càng cứng hơn nữa càng được lên luôn. Rồi,
Biết. Mấy con xe cậu làm gì? Dạ. Dạ. Hệt quá. Chiếu anh pháo anh không thấy nữa. Đúng, đó là chính xác. Chốt phải phá sĩ. Chốt phải phá sĩ rồi, không được nào phá rồi. Không nói nè. Nhưng mà không tính gì phải không? Không biết. Không biết hả? Không biết, không biết. Đi về chơi nữa hả? Trời ơi, vậy á.
thi không lên. Đâu điên dậy thì cũng phải dậy
Buông chúng. Chúng con. Rồi chiếu cái cá. Ngon, cái đó ngon. Cái đó ngon hơn đó. Cái đó là đất cái năm chục. Rồi cái kìa. Chiếu bớt cái năm chục. Thôi về 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 đâu về được về đấy hả à? Ừ. Ăn luôn đây này đi không hai nước mà đi được không nè tôi chiếu đi chạy đâu chiếu chạy đâu đây không rồi đi đi đâu đâu rồi còn gì đâu đây gì nè chiếu ra nè ôi nó mỏi nữa cái ăn này cọc cọc xuống luôn rồi chứ mấy đồng chuồng á chỉ đi ra để cho cái là giờ sạch này đâu phải tao tính rồi nó bay tự về tao thắng chắc luôn trời này mày tưởng tú mày anh này mày sao mày không đi mày đâu mày đi ngoài mà đừng có tắt tốt ra đi mày đi ra thứ khác đi chúng mày lên xí coi mày lên xí coi coi phán 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 anh ơi đừng quậy cà phán phán tôi đang quay rồi bắn ra kia kìa chỗ khác lắm khách ơi chỗ khác bắn rồi vô pha mấy bạn rồi nè vô pha mấy bạn nè chạy bạn mấy bạn rồi gặp ba lông làm phát lên là bị YouTube nó phạt á. Không có YouTube. Dạ. Đâu đăng cứ nó đâu đâu rồi đó. Quay lên cho anh em chỉ đèn xem thôi, Facebook. Chỉ đèn mới xem đó nghĩa. Nghĩa. Cho. Chứ đâu đăng đâu. Trực tiếp mà. Trực tiếp xem video chỉ đèn rồi bắt. Bắt. Thank you.
mà cái gì cứ xẻ lép hoài. Quê xu đồ khó lấy thỏ tầm quá. Có tiền không anh ơi? Ghê lắm. Đều hả? Hai đều hả? Quê là chiếc 50 rồi chung nội. Giờ em xem Facebook YouTube của anh đâu nha anh Tâm. Quay là phải tính phí đó. Những đèn cờ ở đây nghe xem đó nghĩa. Thử biết biết. Cái này vô kéo qua. Anh em vô đi anh xuống để vô đi. Để vô đi chết đi anh vô anh chết sao. Cái này chỉnh xoay là sao anh Tâm? Chỉnh xoay màn hình là sao? Mới vừa ấy luôn. Mới vừa phan cho cục mốt. Nó tè bè hả? Mới chụp liền ấy liền nên nó hết chói. Mỗi phan gì mới thử. Chịu kênh đang quay là kênh Minh Tâm Đoàn nha, bỏ lên đoàn Minh Tâm quá có quá nhiều clip quay ở Bình Dương đó, anh em nên ủng hộ anh Tâm nha. Đó, kênh YouTube đó. Anh Tâm này đây, đó anh Tâm chào nè. Anh em mình chỉ là quay kênh chơi thôi.
hai cái công cảm. Sữa và quê.
giờ tôi kho một lá cũng được luôn á. Tôi lấy mũi xịn tôi kho xong á. Tôi két, tôi lấy bụng tôi két vô lỗ đó lại hết. Chín hết, y như thiệt nha. Tôi lấy mũi này được kho. Thế là bị được nè. Nó làm được mặt mình đây, mình còn chưa tin. Làm trên mạng. Lấy mũi chuyện nó phải ăn đồng nữa. Tôi lấy bởi vì lấy cái mũi khoan 40 ngàn mà cho nó khoan đá được ngon dữ vậy ta. 2 phút 5 phút một phút nha. Cái trước mắt còn bị chết rồi. Bây giờ hiệu dây có. Vô đi. Đánh bởi vậy là tâm mai mới bồn cái ăn quá tâm mai đâu bồn. Anh vừa giật cờ anh vừa được tận hưởng nữa rồi xứng chích nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó thầu quán nó lợi rồi, anh em nào ghé giao lưu với nó. Nó mới bỏ ra 300 triệu thầu lợi quán rồi. Cười không? Cười là có tin không vậy? Anh Tâm anh hay nói vừa câu giả giả thật thật nha. Để khởi động đi nha, chuẩn bị vô nha. Bỏ tay lắm rồi, không phải là qua những chuyên nghiệp nha, cầm cầm bằng tay nha, cầm tay rất là bỏ tay nãy giờ đúng là 20 phút rồi cho nên cho mình trời rất là hay rồi. Người bầu tôi 50 tôi quay từ đại tới chiều chữ anh chứ ăn luôn cho rồi. Đúng rồi, em dân mới cỡ rất là hay. Nhưng mà trời sáng là không hay mình góp thôi. Đây có nghĩa thiếu Việt đây nè. Nghĩa Gia Lai thấy là thấy lỗi của Huynh là sợ lắm rồi. Tại vì anh Huynh đã hiểu trận rồi, Nghĩa rất là sợ Huynh nha. Nghĩa thấy Huynh như là thấy cọp vậy. Đúng rồi, Nghĩa thấy Huynh như thấy cọp vậy, không dám đâu. Nghĩa Gia Lai gặp Huynh nó cúm giò nó đi không được. Lúc trước Nghĩa tới đây chơi, Huynh là chơi hoài luôn á, bị cọp nhai hoài à. Giờ anh, vô mình, anh đang xâm phạm cái quyền riêng tư của người khác rồi nha. Anh đang đâu có xâm phạm, cái này là ta bình luận thôi. Đang anh nói là anh không hỏi ý kiến em là hả? Đó là anh sai đó. Anh sai đó. Sai quá, sai cái gì nữa. Vô được. Hôm nay từ sau cấm anh quay nha. Né tôi ra. Anh cấm anh tuyệt đối anh quay. Mấy lần mà. Mình tốn món này rồi sao lại vô cái coi cửa không có nhận nhẹ nào. Nói này nãy giờ nó vậy. Nó giới thiệu quán tư lỗ nữa nè. Bạn nói đơn giản thôi rồi kèo đây. Vậy không đủ khả năng để đánh nó chặt được. Vậy thôi. Nói gì lung tung lên tay. Thôi 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 đổ ấy mà. Nói xấu anh em không được. Thì chắc 130 chắc được rồi nha.
chơi xấu rồi. Hai không. Đấy, ông thấy chút ba ông mạnh quá, dư chia pháo chung.